Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Thì video ngày hôm nay là mình sẽ quay cho bạn xem về cái mô hình trồng bí hồ lô của mình, cũng như là chia sẻ cho các bạn là cái giống bí hồ lô nào là mình trồng nó hiệu quả nhất. Thì ở đây các bạn, thì mình trồng bí hồ lô thì thông thường là mình chọn được hai giống. Thì cái giống mà mình chọn nó là cái giống là đồng tiền vàng hoặc là cái giống trâu vàng. Là hai cái giống này là mình trồng là mình thấy nó năng suất hơn những cái loại kia ha. Thì các bạn có thể là trồng thử ha. Và ở đây các bạn là mình trồng ở trên cái nền đất thịt á. Ở đây mình quay cho các bạn xem nè. Bí rất là tốt nha mọi người, và nó rất là ít bệnh luôn. Riêng hai cái giống là trâu vàng cũng như là đồng tiền vàng ha. Và cái giá mà khi mà mình bán ra các bạn thì nó cũng ổn hơn là mấy cái loại bí kia. Tại vì cái loại bí này các bạn, cái trái của nó là nó hơi dài nha các bạn ha, chứ nó không có tròn. Và bí của mình các bạn mà mình thu hoạch á, nó sẽ nặng ký hơn. Đây là bông nha mọi người ha. Để mình cho các bạn xem bông bí. Và trồng cái này các bạn, bí này á, thì thông thường thì nó tầm khoảng đâu là 45 ngày là mình đã có thu hoạch rồi nha mọi người ha. Và khoảng 30 ngày là mình bắt đầu là mình cắt bông hoặc là mình tỉa đọt này nọ đó để mình bán sỉ giặt hoặc là mình bán lẻ. Thì thông thường thì cái giá mà đọt với bông á thì nó tầm 15 ngàn cho một ký là mình bán sỉ nha mọi người ha. Còn bán lẻ là 20 ngàn một ký. Cái giá thị trường đó, thì cái khu vực của mình là cái giá như vậy ha. Còn những cái khu vực của các bạn thì mình sẽ không có nắm. Và ở đây là mình trồng bí các bạn, là mình trồng rất là thưa nha mọi người ha. Tại vì mình lấy tới 4 chèo lận. Còn mình trồng gần á thì mình chỉ lấy được là tầm khoảng 2 chèo thôi. 2 đến 3 chèo là giỏi các bạn, chứ không có lấy được nhiều. Còn bạn trồng thưa thì bạn sẽ lấy được cái chèo nhiều. Và ở đây mình lấy rơm mình phủ lên này nọ nha mọi người ha. Thì hiện tại là mình cũng đang có trồng một cái vàng bí hồ lô mà mới nữa các bạn. Nhưng mà cái lần này là mình sẽ trồng cái khoảng cách nó gần hơn. Nghĩa là mình trồng khoảng đâu là 3 tấc cho một gốc thôi, và mình lấy cái số chèo là 2 đến 3 chèo thôi, chứ mình không có lấy nhiều. Tại vì mình lấy nhiều các bạn là nó sẽ không có quang hợp được tốt nha mọi người ha. Đó. Thì nếu như bạn lấy 4 chèo như mình thì bạn phải trồng là từ 5 tấc trở lên là nó mới đạt chuẩn nha. Ở đây là mình quay cho các bạn xem cận cảnh luôn á. Ở đây là trời nó hơi nắng nha mọi người ha, thì quay nó cũng không có được rõ nét nữa. Thì mọi người xem thông cảm ha. Còn mọi người mà muốn mua hạt giống á, thì ở đây mình có để cái đường link ở dưới cái đường mô tả của cái video đó, hoặc ở dưới bên đường bình luận đó. Thì mọi người bấm vào cái đường link đó là mọi người mua thẳng ở trên Shopee luôn. Là cái link này là mình mua ở trên đó là mình trồng là nó hiệu quả nha. Còn những cái link khác mà các bạn mua thì bạn trồng nó không có lên là mình không có chịu trách nhiệm nha mọi người ha. Ở đây là mình cũng giới thiệu cho mọi người mua thôi, chứ mình cũng không có lợi lớn gì ở đây. Còn đây là cái vườn bí hồ lô. Mọi người trồng á, mọi người chú ý là mọi người đi chỉnh dây ha. Chỉnh dây cho nó ngay, cho nó bò nó thẳng hàng nó luôn. Chứ mà bỏ mà nó bò lung tung này nọ đó, rồi sâu này nọ là nó khó phát triển lắm. Mình trồng nó không có đạt năng suất đâu. Và nếu như anh em nào xuyên nữa thì anh em nhớ là đi thụ phấn cho nó ở trong cái giai đoạn mà nó trổ bông đó. Thì cái thời gian mà mình thụ phấn cho nó là từ 8 giờ cho đến 10 giờ. Thì trong cái khoảng thời gian đó anh em chịu khó đi, anh em đi thụ phấn cho nó. Cái cách thụ phấn thì nó giống như là mình thụ phấn dưa hấu vậy đó. Mình cứ ốp mà lấy cái bông cái, bông đực gì đó ốp lại nha. Đó. Vậy là được thôi, nó cũng dễ lắm chứ không có khó. Còn mọi người để tự nhiên thì cũng được nữa chứ không phải là không được. Nhưng mà trái sau này thì nó ra nó không có đẹp. Nó mình thụ phấn thì trái nó đẹp và cái khả năng mà nó đậu quả thì nó sẽ cao hơn. Còn nếu như là mình để nó tự nhiên á, nhiều lúc á là mình nó ra bông rồi nó ra trái xong rồi tự động nó rụng luôn. Có nhiều anh em mà nhắn tin hỏi mình á, sao mà trồng bí hồ lô nó bị rụng này nọ đó. Thì đó là một số nguyên nhân đó. Và anh em á, nhớ là anh em xịt thuốc phòng bệnh cho nó ha. Ví dụ như nó mới lên khoảng đông trồng được tuần lễ đi. Nó có hai lá đài đó, thì anh em xịt mấy con dế này nọ đó đừng cho nó cắn. Nó này xong rồi chúng ta xịt dưỡng lại. Và đặc biệt á, thì cái cây bí này á, thì nó rất là hay bị cháy lá vàng lá các bạn. Đó, thì anh em mua thuốc như là thằng Nativo đó với thằng Antracon đó, hai thằng thuốc đó cộng lại xịt nó. Xịt cho nó đúng liều lượng nha thì nó mới hiệu quả nha. Đó.
chứ đừng có xịt những cái loại thuốc mà nó có nồng độ cao nóng, ví dụ như là tin spe này nọ đó, mấy lần đó mấy cái loại thuốc đó đó thì mình xịt thì cũng được, nhưng mà các bạn phải hạ liều. Nếu không biết hạ liều là nó cháy lá, tại vì cái dòng lá nhám này nó rất là dễ bị vàng lá, bí bầu dưa leo này nọ các bạn đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật về trồng bí hồ lô cũng như là cách chọn giống đó, thì anh em nào thấy hay thì hãy cho mình một like ha, cũng như là một nút đăng ký nha. Thì sẽ ra video mạnh hơn về cái chủ đề là trồng bí trồng bầu cho các bạn tham khảo ha. Ở đây là chia sẻ cho các bạn là tham khảo chứ không phải là hướng dẫn gì nha, như là quay trực tiếp cho anh em xem luôn. Thì có một cái mô hình này của mình là trồng thì trên là đất thịt thì nó cũng khá tốt ha. Còn anh em nào mà trồng đất ruộng đó thì anh em phải nhớ là lên clip nha, và nhớ là đặc biệt là phải trồng cho nó xa một tí. Còn anh em mà cứng tay rồi, anh em có thể là trồng gần theo cái lỗ mà của cái bạc mình mua đó. Thì thông thường là mình trồng một lỗ rồi mình bỏ một lỗ rồi mình trồng nó. Mình thấy nhiều lúc anh em, có nhiều anh em trồng cái lỗ nào cũng bỏ hết, cứ nghĩ là dây mình trồng nhiều á là nó sẽ được nhiều, nhưng mà thực chất đó là một trong những sai lầm ha. Tại vì dây nó chằng chịt quá các bạn, thì mình cái dây bí của mình sẽ không có quang hợp được, mà sau này á cái khả năng mà đậu quả nó lên nó rụng đó à. Đó là nhiều anh em mà lại than phiền không có năng sức. Anh em trồng thưa ra thì cái khả năng mà nó ăn dai á thì nó mới chuẩn nha. Còn cái phần mà bên mà ngắt đọt nữa nó rất là quan trọng luôn. Anh em là phải biết là ngắt đọt, ví dụ như là nó bọt đâu khoảng đâu là 8 lá đi thì anh em là nên ngắt đọt cho nó rồi, đặng cho nó bung chèo ra. Và khi mà cái trái bí của mình á mà những cái chèo mà nó ra trái đó thì anh em canh nó khoảng đâu 1 đến 2 lạng á. Rồi anh em hãy bấm cái đọt chèo luôn. Đặng cho nó tập trung nó nuôi quả. Nó nếu như mà anh em mà không có ngắt đọt ngô chèo này nọ, anh em bỏ nó bò lung tung luôn á thì cái trái của mình nó không có to đâu, nó chạy trái luôn. Và anh em đặc biệt anh em đừng có tham. Ở đây anh em trồng bí, anh em trồng lấy trái nó vừa vừa thôi. Ví dụ như bây giờ á, một chèo thì anh em lấy một trái thôi, lựa cho cái nào tốt á anh em lấy, còn nào nhỏ anh em lặt bỏ đi. Nó kiểu như vậy ha. Tham quá là chết nha anh em ha. Nay là chia sẻ cho anh em về cái kỹ thuật trồng bí hồ lô đó. Còn cái video này thì anh em nào thấy hay thì hãy like cũng như đăng ký kênh nha. Đó thì chia sẻ cho anh em vậy, quay chút xíu nữa anh mình dừng nha. Hôm lại thì không có ra về chủ đề bí hồ lô, tại vì thấy anh em nhiều, anh em đăng ký xem chủ đề này nhiều quá nên mình làm cho anh em thôi. Rồi thì video quay tới đây thôi nha. Rồi mình xin được mến chào.